Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 6:20, thì mình đang có mặt tại một cái khu chợ ven đầm Cù Mông. Đây là chợ Diêm Trường nha, chợ Diêm Trường ven đầm Cù Mông, nằm ở trên cái trục đường bê tông này, đường liên thôn liên xã, đường liên thôn liên xã đây. Đây trên đường mình thấy xe máy, người dân đi chợ cũng như là đi bán hàng, đi mua cũng ra vào, thấy cũng liên tục. Nhưng mà có điều thấy hôm nay có vẻ như chợ không có đông người lắm đó nha. Giờ mình đi dần dần vào ngoài bên trong mà. Đi dần dần vào bên trong. Đây. Đây. Ở ngoài đường đây mấy chị bán mấy cái bán đồ ăn, bán khoai đó. Đây nữa, đây chị. Dạ, chào quá chị. Bán đồ ăn. Mấy giờ là chợ mình đông quá chị? Giờ là đông rồi chứ. Giờ đông rồi hả? Ở đây chợ nhỏ mà. Dạ, người mua ra vô liên tục. Đúng rồi. Dạ. Mình đi tiếp vào bên trong này. Ngoài để bán rau nè. Bông rau. Trái cây. Đây, chị bán trái cây đây. Cho nó ngồi tròn, mưa gió vậy nhiều đây, đây là cái sạp của chị luôn đó. Cái shop luôn à. Kia đó tiền ở đây. Tôi thấy là bán ngoài tròn, mưa gió vậy là nó cho. Chợ này bán cũng rất là nhiều thứ, đồ dùng vật dụng, đồ ăn thức uống rồi. Những cái chổi truyền thống thôi, chổi dừa. Đây bán rau nữa đây. Ngoài. Cô này bán chợ này hả cô? Bán lâu chưa? Lâu rồi hả? Năm mấy rồi hả? Bán đồ live game mà đủ thứ rồi. Trứng đi trứng ngỗng rồi, trứng ngỗng rồi. Quay trứng ngỗng to rồi. Khó khi mà có trứng ngỗng hết mấy con. Đây bên cạnh đây có cái tủ đầy cháo cái gì đó, đồ ăn cháo dinh dưỡng ăn của em xin em mà bán đất hàng không bình thường hả? Bữa nay thấy chợ cũng ít đông người hả? Dạ. Dạ nó học năm 3. Đâu ơi. Em ba rồi. Học đại học năm 3 mà. Dạ. Dạ. Muốn đi mà năm 3 học rồi. Tới liền giờ không à. Dạ. Đây cái đường đi vào trong nè. Chợ nó chỉ có 2-3 dãy này thôi. Dạ. Vô trong. Này tập hóa nè. Bánh hỏi truyền thống. Truyền thống. Đây quần áo. Bán anh mừng nhận. Nghe đồ ăn. Đang lúc này bán bánh mì. Ở đây có vẻ bán đồ ăn ít ra sao. Đây bánh mì đâu. Và nước mía. Này quần áo là quần áo nữ. Bán khoai trái cây. Đây bánh xèo. Đây bán bánh xèo truyền thống mà.
chợ bán bánh xèo truyền thống, những cái khuôn nhỏ nhỏ nè, nhìn đã quá thơm luôn, ngon luôn. Xèo nhìn ngon không? Này đồ là ghim, rau củ quả, rau củ quả này. Ở đây dùng dọc mùa quen hay sao? Bây giờ mới lấy. Đây cũng đồ là ghim. Đây bán thịt. Chợ làng mình đây không không có phân ra khu, chỉ là bán lòng sọng sao. Đây bán thịt đây. Còn đây bán gì đó, bán ít rau đây. Rau nhà trồng. Bên này nữa. Chợ Diêm Trường mà. Đây cũng đồ là rêu nhiều. Rau củ quả. Đây nữa. Rau củ quả nhiều. Đây cũng rau củ quả rồi. Thịt. Ăn tự nhiên cái gì đâu mà mình đói mình ăn phải không? Lâu lâu đi tham quan chợ đi mà. Đây, hai chị bán thịt đây. Dạ. Sao? Sữa đang sữa đang sữa sao? À. Đang sữa. Sạch. Nhỏ nhỏ mà sạch sẽ mà cao ráo luôn. Đây gà thịt. Ở đây có cả nhà vệ sinh của chợ đây mà. À, nhà vệ sinh ở đây, nước rồi đây. Mình qua phía bên này. À, đây là bán toàn cá không nè. Được, bên này cá nhiều nè. Còn cá không à. Cá đầm của mông là non có tiếng. À. Cô đi chợ. Dạ. Cá mông tươi ngon. Cá tôm. Cá nhiều không? Bên này thịt. Bên này là thịt còn thịt không. Ra phía bên này đi. Quay luôn ha. À. Bánh tráng Xuân Lộc, Xuân Bình nè. À.
Đây là một cái shop. Đưa lên hàng đầu á. À, giày dép không? Giày dép, quần áo, đồ dùng. À. Nằm ở tại góc chợ. Thịt quá trời nhiều luôn. Đây cũng thịt. Đây cũng bán thịt đây. Phía trong này có đồ ăn. Đồ ăn trong này bún mình hỏi rồi. Đây đồ là game rau. Rau nhiều. Bánh này, bánh truyền thống này. Đây bánh xèo tiếp à. Bánh xèo nhiều quá. Bánh xèo tuyệt vời. Đây tới chợ này có tới hai người bán. Người đông này ngồi cầm cầm cái lò bánh xèo truyền thống này ấm áp. Bánh xèo cũng bán. Đây, cái cây không? Mình đi sắp hết chợ rồi. Tuy rằng là một cái chợ làng thôi nhưng mà cũng khá là đầy đủ. Cái này là đồ cá khô rồi. Còn gì thông báo? Đẹp sẵn rồi mà thông báo cái gì? Bây giờ mình đi ra phía ngoài. Ngoài này có cái kỳ ốt tập khó to. Rồi, mình ra phía ngoài được. À, nhìn chung là chợ Vĩnh Trường, một cái chợ làng cũng khá là nhộn nhịp nha, khá sầm uất, bởi vì đây là cái chợ này nó rất gần cái đầm Cù Mông đó. Từ đây đi ra đầm Cù Mông rồi nè, ra bờ đầm Cù Mông khoảng chừng hơn 100 mét là tới cái chợ đầm rồi. Rồi, và thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.